Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7 năm 1995, tức ngày 12 tháng 7 năm 1995 theo giờ Việt Nam, đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ khi lãnh đạo hai nước lần lượt tuyên bố trước toàn thế giới bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn. 28 năm đầy thách thức và những người trong cuộc của hai bên cựu thù trước đây đã chiến thắng nỗi đau của chính mình để tìm tới trái tim của phía bên kia. Hành động đó cũng dũng cảm như vén mây giữa trời như ông Joe Biden khi còn làm phó tổng thống đã trích dẫn truyện kiều để chào đón tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Đó là thực tế, không phải là lời hoa mỹ. Chia sẻ với phóng viên truyền hình Nhân dân về người cha quá cố của mình, một cựu binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam đã nhiều lần quay trở lại để chứng kiến đất nước này hòa bình và thịnh vượng. Ông Mark Napper tự hào giờ đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tôi đã mạnh dạn hỏi đại sứ về cha của ông có kể câu chuyện nào về giá trị của hòa bình hay không. Giống như nhiều cựu binh trong cuộc chiến đó, cha tôi không thường hay nói nhiều về những gì ông đã trải qua, nhưng rõ ràng cuộc chiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Ông rất muốn trở lại và nhìn thấy đất nước Việt Nam xinh đẹp này một lần nữa, hòa bình, thịnh vượng và thành công. Với Việt Nam, chúng ta đã cố gắng rất nhiều và những nỗ lực hòa giải được dẫn dắt bởi những người như cố thượng nghị sĩ John McCain và những người đã tham chiến tại đây. Vì vậy, giữa chúng ta, sau một cuộc xung đột, cần tìm cách hòa giải và tôn trọng sự hy sinh của mỗi bên. Trong hơn một phần tư thế kỷ qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt qua vết thương chiến tranh để xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại, y tế công cộng. Vào giữa tháng 5 năm 2022, khi thế giới bước đầu thở phào sau sự hoành hành của đại dịch COVID-19, cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, khi Hoa Kỳ và ASEAN cùng nhau kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ giữa khối này và nền kinh tế số một thế giới. Năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác thương mại thứ 8 của Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI của Hoa Kỳ và Việt Nam đạt 14 11, đạt 11,4 tỷ đô la và đứng thứ 11 trong số các nước có FDI vào Việt Nam. Trải qua 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, những thành quả mà hai nước đạt được đã chỉ ra rằng hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau tuần thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước. Sáng ngày 10 tháng 7 tại Paris, Cộng hòa Pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Kinh tế Tài chính và Chủ quyền Công nghiệp và Số của Pháp hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong xây dựng chính sách tài chính xanh và hỗ trợ công tác quản lý tài chính công của Việt Nam dần tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Bộ trưởng đặc cách công nghiệp Pháp Roland Lescure chia sẻ một số cải cách lớn trong triển khai ở Pháp, trong đó có cải cách hưu trí nhằm duy trì tính bền vững của hệ thống hưu trí quốc gia và thu hút nhiều người tham gia lực lượng lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Roland Lescure cũng nhấn mạnh Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Chiều cùng ngày tại trụ sở cơ quan liên bộ về hợp tác kỹ thuật, đoàn công tác của Bộ Tài chính và cơ quan phát triển Pháp đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh. Hai bên thống nhất cùng triển khai hợp tác trên các lĩnh vực tăng cường năng lực phân tích và đánh giá chính sách thuế xanh hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý và tăng cường năng lực phát hành trái phiếu chính phủ xanh trên thị trường tài chính tăng cường năng lực nghiên cứu quản lý sử dụng nguồn thu thị trường carbon